Để trở thành được họa sĩ, bạn cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Ồ, nhầm. Để trở thành được họa sĩ thì các bạn cần năng khiếu. Khi bạn có năng khiếu rồi thì sau một thời gian học hỏi, tìm tòi thì bạn trau dồi, bạn mới trở thành họa sĩ. Và bây giờ chỉ cần các câu lệnh, bạn cũng có thể trở thành họa sĩ. Hôm nay mình Nice. sẽ giới thiệu cho các bạn một tool AI có thể làm được việc đấy, tạo ra được một bức ảnh chỉ bằng các văn bản suy nghĩ của bạn. Bạn suy nghĩ như thế nào, nó sẽ viết ra, nó sẽ tạo ra cho bạn một bức ảnh đúng như bạn yêu cầu, theo các phong cách rất đa dạng. Nó có tên là Leonardo. Leonardo là phần mềm AI được đặt tên theo Leonardo da Vinci, một nhà họa sĩ, kiến trúc sư, thiết kế đại tài. Hôm nay tôi sẽ cùng các bạn khám phá tool AI này. Nào, cùng theo tôi. Let's go. Leona AI thì chúng ta cần chuẩn bị những cái bước sau. Thứ nhất là bạn hãy bật Google Chrome lên. Đây, Google Chrome. Bạn đánh cho mình là leonardo.ai. Xong đấy thì ấn đăng ký, nó cũng rất là đơn giản thôi. Chỉ cần qua một hai bước đây. Ấn vào nó có đăng ký bằng Apple, bằng Google hoặc là tài khoản Microsoft, hoặc là bạn có thể nhập được địa chỉ mail của bạn ở đây và ấn ở dưới thì nó sẽ vào ngay. Đây là cái giao diện ban đầu của Leonardo. Để sử dụng được Leonardo nữa thì chúng ta cần thêm một cái, đó là dịch. Dịch. Mình ai mà giỏi tiếng Anh thì không cần cái bước này, nhưng mà mình thì quá gà về tiếng Anh nên là mình chụp cái này. Sau khi mà đăng nhập được vào Leonardo thì bạn sẽ có, đây mình sẽ chọn là Google đi, sẽ đăng ký tài khoản. Chờ một lúc nó sẽ load. Đấy, Leonardo ban đầu thì nó sẽ bảo là bạn tên là gì, chẳng hạn mình là TFC207. Đấy, thì bạn chọn là làm gì đây, thì game, TV hay fashion thì mình chọn là tất cả. Đấy, và đây là mình đã trên 18 tuổi. Ok, mình chọn next. Sau khi chọn next rồi thì nó hỏi là mình làm sử dụng cái này để làm gì. Để bên đội dev, bạn là dev, bạn là bên sử dụng theo personal hoặc là sử dụng cá nhân thì mình chọn là cá nhân. Chọn user. Đây là cái. Sau khi xong các bước tên thì nó sẽ hiện ra cái màn hình là next level quality. Is here thì các bạn chọn maybe letter để sau đi. Đây là cái giao diện ban đầu của cái Leonardo. Thì ở bên tay trái của các bạn thì là vừa mới đăng ký thì các bạn mỗi ngày là nó sẽ cấp cho các bạn là 150 token. Cái token này thì là sẽ sử dụng để là chỉnh sửa ảnh. Còn bên này là có các cái mẫu, có cái các mẫu ảnh. Đây là có top trending này, new này. Đây là new là những cái đấy mới tạo này. Đấy, nó làm con hổ rất là giống. Xong này là top này. Đấy, top, đấy, làm cô gái rồi, làm con hổ rồi, tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Có mấy cái phần này thì cái phần mà mình phải để ý nhất đấy là phần user tool, là sẽ sử dụng cái tính năng ở đây là có AI image general, là tính năng này thì mình sẽ sử dụng để chỉnh sửa ảnh. Thì ví dụ như là mình muốn chỉnh sửa ảnh thì mình có thể ấn vào đây. Các cái hướng dẫn tùy chọn của cái giao diện này thì ví dụ như đây là có phần xuất được bao nhiêu ảnh một lần này, cái chế độ là lấy là khung bao nhiêu này, là kích thước của ảnh này, độ cao độ dài này, hoặc là cái này là tùy chọn về dài cao này,
Xong đến đây là phần setting phần dưới đấy. Đây là chọn các cái prompt có sẵn rồi. Đây, ok, đây là cái bản, nó bảo đây là bản beta. Thì để mà tạo được một cái ảnh ấy thì mình sẽ viết vào đây. Có hai cách, một là mình sẽ viết vào đây là sẽ tạo ra cái ảnh luôn với cái nội dung ở đây bằng tiếng Anh, ngôn ngữ tiếng Anh thì nó mới chuẩn được. Trong đấy là mình ấn General thì nó sẽ ra cái ảnh. Cách thứ hai ấy là mình sẽ vào cái chỗ lúc nãy mình thấy cái mẫu nào nó đẹp. Ví dụ như mà mình vào cái new đi, lúc nãy thấy cái ảnh new có ảnh đẹp đẹp. Đây, để tạo được ảnh thì chúng ta click vào chỗ phần UI tool. Thì nó có hai ba cái tính năng cơ bản. Một là AI Image General, hai là AI Canva và ba là Text General. Thì mình sẽ tạo bằng cái thứ nhất là AI Image General. Thì trong cái này đây là cái bảng ở bên cạnh. Bảng thông số như lúc nãy mình nói. Đây, ví dụ như là lúc nãy mình vừa tạo thử con mèo đây. À, thì bây giờ mình đã dịch ra đây là mình sẽ tạo một con mèo khác. Tạo cho mình, à quên mất, tạo cho tôi, à, tạo chú mèo màu lông đỏ, mặt dữ tợn, đang đứng trước một ngôi nhà. Đấy, là vì không biết tiếng Anh nên là mình dùng công cụ mình dịch luôn là đây, à, xem nó dịch có chính xác hay không thì mình copy lại không đưa vào đây. Cái phần này là cái phần phần prompt để bạn tạo. Còn đây là các cái phần dưới về, đây là kích thước, dynamic, đây là cái phong cách. Phong cách thì nó có nhiều, ví dụ như phong cách animal, phong cách dynamic, phong cách general, nói chung là phong cách 3D là đấy. Cái phần thứ hai là phần phong cách. Còn cái xong, nếu như mà bọn chọn xong rồi ấy thì bạn có thể kích luôn ở đây là nó cũng sẽ ra. Đây, mình sẽ kích cho các bạn xem. Nó sẽ ra luôn cái bức ảnh mà theo như prompt lúc nãy mình mô tả, và cái bên này là nó sẽ trừ ngay. Lúc nãy là còn 100 bao nhiêu đấy, bây giờ nó trừ còn 90 token thôi. Đấy, nó chạy cũng được 25-26% rồi. Nói chung cái này thì bạn tạo rất là nhanh, và tất cả cái công cụ bây giờ thì nó cũng dịch khá sát, nên là mình chỉ cần đánh đấy là con mèo lông đỏ đúng không, và đứng trước một ngôi nhà đấy các bạn thấy không. Ví dụ như mặt nhìn con mèo này cũng quá xinh đẹp luôn đấy. Nó tạo đến cái nét của cái mắt mình thấy cũng rất là chính xác đấy. Đấy là cách bạn tạo ảnh. Hoặc là cách thứ hai, nếu như bạn muốn tạo một cái ảnh mà theo cái mẫu nào đấy chẳng hạn, thì bạn có thể quay lại cái bước lúc nãy. Đây, bạn sẽ chọn vào phần đây, phần top cho nó nhiều ảnh đẹp chẳng hạn. Đây, cô gái đi. Đây, cái cô gái này thì nó có, trong cái hình cô gái này ấy thì nó có hai cái phần mà các bạn để ý. Một là prompt detail, và hai là cái phần ở dưới, prompt ở dưới thì cái ở tên ấy là nó mục đích là những cái gì nó hiển thị ra bức ảnh này. Mình dịch cho xem nhá. Đấy, tiếng Anh, đây là chất lượng tốt này, hình nền 8K này, chi tiết này, màu sắc tươi sáng này, ánh sáng ấn tượng, nghệ thuật này nọ đấy. Khuôn mặt, về khuôn mặt thì khuôn mặt xinh đẹp, một cô gái có góc động, tư thế đúc khuôn. Đấy, tàn nhang này, rốn này, đấy là những cái mà nó sẽ thể hiện lên trên cái bức ảnh. Còn cái phần ở dưới này, cái prompt dưới này, đây cái phần này, tức là phần này là phần
không có được đề xuất tích cực, tức là cái này là phần mà không muốn hiển thị lên bức ảnh. Thì đây là phần hiển thị lên bức ảnh, không muốn hiển thị. Đây thì tôi sẽ dịch cho các bạn nhé. Đường viền cổ rất sâu này, đóng khung này, lông mày dày này, chất lượng tệ nhất này, chất lượng thấp này, cắt rời mất nét này, ảnh khỏa thân này, nó mũ rồi này nọ, tất cả mọi thứ. Bởi vì ấy, không hiểu sao nhưng mà các con AI thì nó thường tạo ra rất nhiều cái chi tiết thừa. Nên trong các cái AI vẽ này ấy, thì mình thấy là có một cái prompt để cho những thứ này nó không thể hiện. Thì đây là cái form bên dưới. Đấy, khi mà tạo ra cái form như này thì nó sẽ ra như cái ảnh như này. Thì cách thứ hai mà mình muốn nói là tức là mình sẽ mix từ cái ảnh này thành cái ảnh mà mình muốn mix một tí. Đấy là mình chọn vào mix. Đấy thì trong cái mix này thì nó cũng có hai form vậy. Đây thì mình sẽ dịch lại cái lúc nãy nha, để mình thêm vào cái chỗ mà cần thêm. Đây là chất lượng tốt này, ok, mặt xinh đẹp này. Mình sẽ chọn về cái phần là về phần là thay đổi màu áo nhá. Thì giờ là sẽ thay đổi màu áo. Đây cái ảnh này là các bạn thấy là nó là cô gái đang ấy, thì mình sẽ thay sang một cái màu áo khác chẳng hạn, đúng không? Đấy, dáng cô gái này, thái độ lạnh lùng này. Đấy, bây giờ mình sẽ sửa cái thái độ này đi, đúng không? Đây thái độ là tươi vui này, tươi vui này, mặt cười. Đấy, à. Đấy, đây xong đấy là xem chuyển cái phần này là thường ảnh, đây là nông nhiếp ảnh. Đấy, thế mình sẽ chuyển thành là màu váy. Mình sẽ chọn cái phần màu váy của cô gái, là xem cái màu váy nó ở đâu. Thì mình sẽ sửa đấy, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Đấy, 21 tuổi, nụ cười hấp dẫn, phóng khói, đúng không? Đây, thay vì 21 tuổi thì mình chọn là 18 tuổi cho nó trẻ đây, đúng không? Đấy, ok, bây giờ mình thử nhá. Mình sẽ copy from này, đấy, vào đây. Về cái phần không thể hiện thì mình vẫn để như dưới. Xong đấy là mình, đây là grow. Đây, cái này, đấy là phong cách là nhiếp ảnh. Nhưng bây giờ mình sẽ chuyển sang nó là một phong cách theo animal. Đấy, xong đấy là đây, mình sẽ tạo cái ảnh đấy. Các bạn chờ một lúc thì cái ảnh này nó sẽ gen ra. Đấy, và đây là những cái mà mình muốn yêu cầu, tức là tạo theo cái ảnh như thế này. Phong cách là animal, tạo ra 4 ảnh. Và cái khung ảnh là nó là 640x960. Độ phân giải của nó là 960x1140. Đấy, thì chờ một lúc nó sẽ chạy ra được cái ảnh, chạy ra được cái ảnh mà mình mong muốn. Trong cái lúc chờ đợi ấy thì mình cũng nói lại về cái phần này. Đấy là thứ nhất, đây là cái phần bên này là số hiển thị ảnh, còn cái phần này là các cái thông số mà mình có thể điều khiển được. Đấy là nó ra ngay đây, một cô gái đây, 18 tuổi, rất là xinh, đúng không? Theo như yêu cầu của mình. Đấy, đây là các bạn có thể xem không? Nó tạo ra một cái bức hình cực kỳ xinh luôn, xinh và rất là thật. Đấy, trên đây là mình đã hướng dẫn sơ bộ về cái tool AI, cái web AI Leonardo, là một cái web AI nó sáng tạo ảnh bằng các cái câu lệnh. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và cũng mong các bạn có những đóng góp lên video của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.